Vậy thì giờ đây hôm nay ta quy vinh trí huệ Ma Vương Hải Hùng, rõ ràng cho chúng phục tùng chân lý đó là nhờ đâu, là nhờ có sự sức mạnh trí tuệ đó của bác anh chị. Vậy nên trí huệ giúp thông rồi quả báo, lo gì của Phật chẳng chen vào. Hay là trí huệ thiên diêu đoàn xứng nghiệp Phật trần Phật tiền thủ nhật vĩnh an di. Thì thôi thời giờ có hạn, vậy thì tôi trình bày hai câu này. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái lý của vấn đề không còn lại, đó là phương pháp thiền đó. Chúng ta đi phương pháp đúng ngộ nhập đạo. Giờ đây thời giờ có hạn thì tôi trình bày theo lối chú giải Thiếu Phùng Bình. Giờ đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Hỏi rồi thì năm đâu rồi, thỏa mãn chưa? Rồi cũng nói với quý vị mình nha, cái thời tiết nó cũng còn mưa, mà bữa nay thì thật ra cũng nhiều cái đề tài bà con mình phải nói, chứ bữa nay phải có cái tinh thần về Phật pháp rất nhiều. Nhưng mà ở đây cũng tiếc cho đồng đạo tư lai của mình, quý vị mình cũng nán lại ha. Từ ở bên cồn của bển á, một cù lao chụp trước làm đầu, không biết ông nghe làm sao mà ông chạy về bên đây, để lên đây ông hỏi đoạn gì đó. Mời. Tôi là tư lai ở trong quê, xin hỏi bên mừng thầy cũng có nói hai câu như sau gì ha. Hiếu trung á thì lòng chớ dậu quên, mà thầy cảm nghĩ mình đừng có dậu quên. Là sống lo trọn đạo, mà trọn bằng cách nào? Phát lên chuyên đài, nhờ huynh mời giảng giải cho toàn thể cô bác anh em đồng đạo chúng ta để đồng nghe, đồng tu và đồng tiến luôn. Nam mô Di Đà Phật. Ủng hộ cho đạo Mát Ta cho quý vị ơi. Rồi mời huynh mời, thời gian gấp rút rồi. Thưa quý vị, giờ đây thì đến cái con này có lẽ là đề thứ tư cũng có thể kết thúc rồi đó. Ở đây thì có cái chú tương lai này, thì người ở bên ông Bới hay gì đó, ông Bới chuẩn bị về đây, và cũng có mặt tham dự tại đây, và đưa lên bốn cái câu là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo phát lên liên đà, nam mô niệm niệm hàng ngày đánh lời vua Mỹ học trời cải chính như thế đó. Cao tâm điện thánh tôn binh chuyên lo niệm mật sửa mình cho trên. Hiểu vậy, bây giờ hai cái con đèn nằm ở đâu à? Có phải nằm trong quyển khuyến thiện thầm chót của cái bài khuyến thiện của đức thầy viết? Mà trong cái bài khuyến thiện á, thì cô bác anh em biết là thầy viết năm 1941 tại nhà thương chợ quán, gồm có 776 câu rồi, đồng đạo như đâu có hai câu à? Hiếu trung lòng chớ dội quên, và sống lo trọng đạo thác lên liên đạt. Vậy thì hiếu trung là gì? Thì thôi bây giờ ở đây chúng tôi trình bày tất cả các cái vị giảng viên giống với viên đã trình bày trước rồi. Thì ở đây sẩm đức ha, của bác anh chị em thấy là cái ông trưởng ban này ông tổ chức dừng đưa liên tục đó, về cái phần thuyết giảng cả như rất nhiều một năm có rất nhiều cái lần thuyết giảng tại đây. Thì chúng tôi tiếp theo cái ý của chúng tôi riêng về cái phần sự tu học riêng của chúng tôi đó, thì hiện nay cô bác anh chị em biết là chữ hiếu đó là theo Hán văn của Khổng Tử viết ở trên có chữ lão, mà ở dưới nó có chữ tử, mới viết thành cái chữ hiếu nghe. Ám chỉ nó là trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, còn gái bé thơ thì biết trọng của già. Hai cái chữ gộp lại nó, hai cái bộ nó gộp lại thành lòng thật cái hiếu. Thì hiện nay cô bác anh chị em biết là nếu nói về hiếu đó thì trong tam giáo nó không phải riêng về bên Phật giáo đâu, không phải về riêng về bên đạo Phật, mà luôn cả cái vấn đề tam giáo đã có đâu. Nói rất nhiều về cô con vẫn là con cô bác anh, nhất là trong cái lời của Khổng Tử khi xưa dạy đó, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh sách thánh hiền giải đạo làm người đó, thì trong đó cái bộ hiếu này đó, Đức Phật cũng như Đức Khổng Tử khi xưa ra đời tại đất độ cũng dạy về vấn đề chữ hiếu đó. Vậy thì giờ đây không được tín đồ Phật giáo bảo nếu chúng ta mà hiếu đi vấn đề cung kính cha mẹ, đó đền đáp thì tham ân của cha mẹ, thì chúng ta đã thiếu một phần lớn về chương trình nhân đạo rồi. Cho nên từ đó hôm nay về phần chữ hiếu đó, hiện nay đó thì ở trong cái quyển gọi là Tòng Sơn của Phật Thầy Tế An, thì hiện nay cô bác anh chị em nào có đọc qua một phần đó, chúng ta mới thấy được cái 10 điều của Đức Thầy dịch ra là dạng 10 ơn mới đạo làm con lúc sinh sống trên đời phụ bạc. Thì 10 ơn bà con biết đó, thì trong giải về vấn đề trong cái quyển Phụ Mẫu Báo Hiếu Trùng Kinh, thì chúng tôi nói trong đại để cho nó lẹ chút đó, thì 10 ơn này đó gọi là thập mặt hoài thai, lâm sản phò khổ sanh sanh tử trong ưu là cái thứ ba, yến khổ thổ can thứ tư là di can trụ thấp từ thứ năm, rồi nhũ bộ dưỡng dục là thứ sáu, tức là bốn món vừa cũng nắng đó, rồi đến cái thứ bảy là tẩy trả bất tịnh là giặt rửa mọi điều vô bẩn, tới tám là diễn hành ở niệm con đi xa mà hằng nhớ thương,
thứ chín là vị tạo ác nghiệp, tức là vì con mà tạo nghiệp trăm lành, thứ mười là cứu cánh lân mẫn, tức là cái tình thương của cha mẹ không có tình thương nào bằng. Trong pháp văn từ quan với cha bằng cái chân gần, một là thai ngán lân niêu, hai là sanh đẻ trong chiều đớn đau, ba là có trẻ quên sầu, bốn là món ngọt nuốt đồ đắng cay, năm là dời ướt nhường khô, sáu là đúc món công đồ dưỡng thơ, bảy là giặt lửa quế nhơ, tám là dán trẻ trong chờ héo giông, chín là tạo nghiệp vì con, mười là yêu dấu lòng sông đậm đà. Đồng ý cho là hỏi tay rồi. Vậy thì trong mười ân đó là đủ rồi nè, nói về chuyên hiếu, nhưng mà tính chữ cùng lao đâu. Cô bác anh Giang biết à, hôm nay trăm nết làm trai hơi hiếu chứng đầu, đạo làm trai gái đạo làm dâu, ngọt bùi lo trả ơn cha mẹ, ăn ở thảo hiền hải đáng âu, mang thúc mạnh tâm xưa tốt mãi, hữu dần quách cự kiếm thâm lâu, khuyên người cố gắng lo đền đã, chính chữ cù lao tợ để cho. Nhưng mà muốn tìm chữ chính chữ cù lao phải nằm ở trong có bộ kinh thi của Khổng Tử khi xưa đó. Một là sinh là ta sinh, hai là phúc là mẹ đẻ, ba là phủ rồi dỗ về, bốn là phục là quấn quýt bên con, năm là xúc bốn mớm giờ nấu nắng, rồi sáu là phúc là uống ăn đầy đủ, bảy là trưởng là nuôi cho nấng dốc, tám là cố là trong non, chín là dục là dạ dỗ. Chính chữ cù lao đó đã nằm trong cái bộ kinh thi đó mới có của bác anh. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy lại một trong cái thập ngoại và thai là 10 tháng của quan thôi là của bác anh. Chúng tôi nói đây đó là lấy một cái chuyện đại ý thôi. Số quý bà đây ngồi đây tham dự đó, đồng thời nghe chung cái bài này cũng ít có một vị giám viên nào có thể đọc, mà chỉ đọc qua người âm thôi à. Để đây sẵn đây cũng chúng tôi trình bày đó, thì Đức Phật Thầy Tây An hai đời năm 1849 mới viết ra cái quyển Thập Mạc Bà Thai. Mà hồi đó nó cái thời kỳ tôi học cái khóa đầu tiên ở bên mà ở xã Phước Cường đó, thì chúng tôi đã có thuộc rồi. Thì bây giờ sẵn đây chúng tôi trình bày nguyên văn của Phật Thầy Tây An viết đó. Ân của mẹ sanh con thoát khổ, mẹ đem con vào dạ thêm lo, 9 tháng trường chẳng dám ăn no, 5 canh ấy mà ngủ không yên giấc, cho mẹ bước chẳng rời cõi đất, dạ cru mang lật đập giống đâu, nghĩ chừng nào bị ướt thâm bâu, chẳng nhớ đến nó ruột đau từng đoạn, việc sanh đẻ mẹ đà xuất hạn, tán lạng lo sanh tử không chừng, chậm sổ thì cha giái tưng bừng bằng kỳ quản, thì cụ vào quái tử. Bây giờ chúng tôi đến cái chỗ phụ vào bới tử tạm dừng chút đi. Tại sao mà chưa phụ vào bới tử chứ phụ là cha mà vào đó bái tử tức lại đứa con. Ở đây cái cuộc sanh đẻ nó phân là làm hai lần, hai phần. Cái phần thứ nhất từ đứa con ở trong một cái bào thai, nó là tiền ân của cha mẹ, thì khi sanh ra rất dễ dàng, nó xuôi tay thẳng chân mà nó ra. Nhưng mà đứa con kia trước đây là nghịch diệt của cha mẹ, thì còn trong bào thai nó quậy phá gan lọc, và đôi khi nó đi ngược luôn của bác, đi ngược luôn. Cho nên từ đó hôm nay đó, cái người phụ sẵn an ủi bà mẹ: em ơi hãy ráng đi, chỉ còn một hơi nữa là xong. Thì cô bác anh em cái người chồng đứng ngoài ngạch cửa đó, nghe nói vậy mới đứng nhìn coi, thì người vợ rặn một lần cuối cùng của bác anh em không ra được rồi, ông chồng hốt hoảng liền xô cửa chạy vô, quỳ xuống lại: con ơi con ráng ra để cứu mẹ con. Cho nên bằng kỳ quản phụ dọc quái tử, từ đó ngã ngửi ra nhau mới viết lên một cái câu thảm thiết đó: đêm má nằm nhớ mẹ mà thương, máu me mình mẹ ở dưới giường tranh hôi, đờn ông đi biển có đôi, đờn mà đi biển mồ côi một mình. Cái người đi biển của đầu có ông chồng đích có bà vợ, nhưng mà cuộc sinh đẻ trên giường chỉ có một mình thôi cô bác, gọi là thập tử nhất sanh, mười phần chết chỉ có một phần sống thôi à. Đó cho nên chúng ngô quế đứng trong giường cử, cúi đầu chờ con sổ cho mau, đến bây giờ phải nghĩ trước sau, công ơn ấy nó tương ra mới đáng. Quý cô trì mẹ nằm một tháng vì thương con, phải chịu rõ ràng trên thì dày nồi nước dung than, nơi phía dưới đó lửa dây hừng hực, ăn cay đắng mẹ không than cực, đạo làm con phải nhớ sanh thành, thập ngoạt là nhất tử nhất sanh, tam niên ấy nó rõ ràng hình dốc, mẹ nuôi con không cho tiếng khóc, nghe qué lên cái đập đập chạy quay, ôm mẹ rài giặt rửa liền tay, thương con dạy ra đâu này khe túi, mới ngon chất ỉa ra đuổi hụ cha đốt đèn, thì mẹ lại rửa trông, công sanh thành dưỡng dục lớn không, phải lập chí đền ơn cao rộng, chị đừng ham bạc vàng lương đóng, anh đừng ham chức lớn cao quyền, chữ công danh tợ thể quả yên, cuộc phú quý cái giường những mây bạc, ngắm ngày tháng xoay đưa thấm thác, vô phước sanh con bạc trên buộc,
cô bác anh chị em biết cha mẹ sinh con ra mà đứa con có hiếu rồi đó em, thì cha mẹ rất là vui đó, gọi là tự hiếu sinh thân lạc. Nhưng mà sinh ra đứa con mà nó ổn định rồi dạy một nơi nó làm một ngã rồi đó em, thì cha mẹ cũng đau lòng. Và mẹ mới nói như thế này nè, phải tao biết mày ổn định như vậy đó em, còn ở trong bầu thai không nhẹ cho mày chết luôn. Nhưng mà thật sự cái tình thương cho con vì cái chỗ mà than trách đó thôi, chứ làm sao mà cha mẹ nào biết con được, cô bác anh chị thầm giữ đâu ăn nhỏ thịt con. Giờ đây chúng ta thấy được trải qua trong 10 ân mà chúng tôi chỉ nói cái đại ân đó là nói cái ân mà gọi là cái năm Phật mặc và thai là 10 tháng luôn thôi, chưa nói hết được. Thời giờ này đó là chỉ có về giảng duyên đó, người ta mới có giảng ba chú thích hết, còn riêng tôi thì chỉ lấy nào cái nào đại ý có quan trọng cho cái hội trường của quán anh chị em mình vừa thích cho nó lẹ và nghe thôi. Thì ở đây đó thưa quý vị, cái ân thứ nhất rồi chúng tôi kể rồi đó, bây giờ đến cái ân thứ chín thôi, bỏ qua những cái tám ân. Hiện nay cô bác anh chị em biết là cái ơn thứ chín gọi là dị tạo ác nghiệp, vì con mà tạo cái nghiệp chẳng lành. Thì cô bác anh chị em biết là hồi xưa nó người ta đặt cái bài ca dao, người ta nói cái tình thương của bà mẹ đó đó, thì sau khi mà ngồi buồn nhớ mẹ xa xôi, mẹ nhai cơm bún lưỡi lừa cát xương, mẹ già một nắng hai sương, héo gầy thân thể vẫn thương con cầu. Hồi xưa đó cô bác anh chị em mà người ta không có ăn chay, ít có ăn chay trường, cho nên á là mẹ già á là miệng nhai cơm bún mà lưỡi đừa cát xương, nghĩa là ăn mặn, cho nên lúc đó người ta mới cho con ăn mặn đó, ta mới nói là lưỡi đừa cát xương. Còn bây giờ đó không có đâu, bây giờ cái thời kỳ này nó tiến bộ lắm nè cô bác anh chị em, tôi thấy nội cái giống mà đứa con không, à, bây giờ nó làm cái chỗ là cái điện mà điện mà trực tiếp mà nó đưa một cái giống đó ăn, là bà mẹ khỏi cầm giống đưa. Cái thời kỳ nó tiến bộ vậy, thành ra từ đó hôm nay cha mẹ tạo cái nghiệp mà sát giết từ cái ngày nuôi con cho đến cái ngày mà bà mẹ đã nhắm mắt mà quy hiên đó, cô bác anh chị em không biết bao nhiêu cái nghiệp nào là buôn bán tảo trần hơn sớm đối với bà đàn con, lường cân đấu đấu buôn lậu đầu cơ, làm những chuyện dối gian này mà cái người con nào ai biết được đâu, phải không? Cho nên từ đó chúng ta mới gặp là cái cô ca dao đó, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, có ai từng nuôi một đàn con chắc chiêu từ thổ nhỏ, chúng ta mới thấy được các công ơn của người mẹ hết sức là khổ sâu dần đối với mình đây. Cho nên từ đó hôm nay thầy nhắc lại là hiếu trung lòng cháu dẫu quên, hiện nay chúng ta không thể quên được các công ơn của cha mẹ. À, vậy thì giờ đây chúng ta thấy được xuyên qua một phần nào chữ hiếu thôi. Ở đây trong nhị thập tứ hiếu 24 bức tranh bên đầu đều nói qua vấn đề chữ hiếu mạnh tâm, chữ hiếu bất cử, tất cả những cái chữ hiếu trong 24 bức tranh này để nói ra cái tình thương của người mẹ mà ông Đức Bình Giáo Chủ nói mộ khăn thành tỉnh cần tiêu, khỏi cơn hoạn nạn lam triều được lên, tức là mộ khăn thành tỉnh là sớm thăm tấu giếng cha mẹ đó, là chúng ta đền đáp để thăm hỏi quay cái việc ăn ngủ rồi cha mẹ được có thể là thoải mái hay không, thì chúng ta vào thăm đó là sớm mơi rồi chiều rồi trưa là ba lần gọi là mộ khăn thành tỉnh, thì chúng ta mới có đền đáp được cái công ơn này. Thì thôi nói đó, chúng ta xin ban phần nào trong 10 ân chính chữ cù lao nó qua chữ hiếu thôi, không thể là chi tiết. Bây giờ nói qua chữ trung, hiện nay cô bác anh chị em là có bộ đọc qua cái bộ sách Luận Ngữ đó, trong đó nó có tứ thơ ngũ kinh. Tứ thơ đó là gồm có Đại Học, Trung Dung là do này Khổng Tử viết nè, Mạnh Tử là Đức Mạnh Tử là Á Thánh nó viết ra cái bộ Mạnh Tử trên 500 trang, rồi rồi cái bộ sách thứ tư đó gọi là Luận Ngữ là do này đệ tử luận ra. Thì cái bộ sách Luận Ngữ do năm Tăng Xâm ông viết tên Trung đó, là ngài nói là nhất nhật tam tỉnh ngô thanh, dị nhân môn nhi bất trung hồ, giữ bằng hữu danh môn dưới bất kính hồ, truyền di bất đập hồ. Cái chữ Trung mà ông Tăng Xâm viết đó là một ngày xét ba lần để mình mưu sự với người đó mà có được thất tính hay không, có được chọn cái lời nói ra của mình hay không. Dị nhân môn nhi bất trung hồ, đến cái thứ hai là giữ bằng hữu giai ngôn duy bích tính hồ, giao kết với bè bạn mà mình được có được trọng tính hay không. Truyền di bất tập hồ là cái thứ ba, đó là lời thầy dạy mà mình có làm được hay không. Đó là cái chữ Trung của ông mà Tăng Xâm viết trong cái bộ Luận Ngữ đó cô bác anh em. Vậy thì giờ đây hiện nay sở dĩ Đức Thầy dùng cái danh từ này, mình trung với quân vương, hiếu với phụ mẫu là cái đạo nhân, nhưng mà nó trung với tổ thầy là cái chuyện quan trọng nhất. Hiện nay ai ai cũng đều có quy y theo một tôn giáo mà cũng mình đã có một cái chỗ chọn lựa rồi, thì chúng ta phải nhớ cái câu là
Tiền nhi bất cập hồ là cái thứ ba, nó là lời thầy dạy mà mình có làm được hay không. Đó là cái chữ chung của ông mà Tăng Sâm viết đây trong cái bộ Đường Ngữ đó cô bác anh em. Vậy thì giờ đây hiện nay sở dĩ đức thầy dùng cái danh từ này, mình trung với quân vương, hiếu với phụ mẫu là cái đạo nhân, nhưng mà nó trung với tổ thầy là cái chuyện quan trọng nhất. Hiện nay ai ai cũng đều có quy y theo một tôn giáo mà của mình đã có một cái chỗ chọn lựa rồi, thì chúng ta phải nhớ cái câu là chót sanh ca phận trong bài, một đời một đạo đến ngày chung thân, đồng ý không? Dạ. Chúng ta phải trung thành nghe cô bác anh em, cho nên từ đó hôm nay một không mẫu chuyện quân thầy trên 101 mẫu chuyện, sau này thiện nghĩa và câu phú nó tìm ra đó là trên 5 năm mẫu chuyện nữa, là mẫu chuyện mới sưu tập. Ở đây chúng tôi nói đây cô bác anh em đã có xem rồi đó, để cái thề một hôm mới hỏi tín đồ, hỏi mấy ông có biết là tất cả các loại hoa trên thế gian này, các loại hoa nào mà quý nhất không? Thì trong đó là cái ý của thầy muốn mà nói lên cái gì đây? Thì lúc đó mỗi người đều đưa lên, kẻ thì đưa cái hoa lan, hoa huệ, hoa cúc này kia, rồi ma hoa cái là mẫu tử này kia đó đưa lên. Nhưng mà đức thầy bác hết trơn, thầy nói các loại hoa đó tuy các ông đưa ra nó có mùi hương thú vị, nó cũng có, nhưng mà nó chưa có một sự đặc điểm của nó. Thì bây giờ đó có một số người lúc bây giờ chưa hiểu, nhờ thầy cho biết coi hoa nào đó, thầy mới nói chỉ có hoa dặn thọ là hoa đó quý nhất. Thì có tín đồ hỏi thưa thầy, có phải cái dặn thọ là cái tên có núi không? Thầy nói không phải đâu, hoa dặn thọ tất cả các loại hoa mà các ông đưa lên đây đó, thì mỗi khi nó nở ra đó, bông một nơi con một ngã, đến cái ngày tàn tạ của cái hoa thì nó rụng, mẹ một nơi con một ngã hết. Nhưng mà cái hoa dặn thọ này từ khi nhỏ đến khi lớn lên, nó sanh ra rồi đó thì mẹ sanh trước rồi con nó ốp lòng thấy mẹ nó nở sao, nó chỉ ôm sát vào cái cuốn đài của mẹ nó, đến cái ngày giờ già mà chết rồi nó thủ cuốn đó, thì mẹ con nhau nó ôm nhau sát cuốn đài nó mới chết luôn, chứ nó không bao giờ rụng ra. Cho nên nó quý được quý ở chỗ đó. Cô bác anh em biết là mỗi mỗi chuyện đều có một cái ý rất là sâu xa. Thầy muốn nói hiện giờ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta nó quy y theo tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo rồi, mà nghe cái ông nào linh thính kỳ dị ra chúng ta quất chân ngựa chạy theo bỏ thầy, phải không? Cho nên thầy đã nói là từ đây trách nhiệm xa ngàn, ai người tâm đạo đừng theo, đừng toan phụ thầy. Mà thầy không nói trí đạo mà thầy nói tâm đạo. Tâm đạo là sao? Thầy nói tới người tâm đạo nó hay đổ dời lắm, mà cái người có trí đạo không đổ dời. Tại sao đức thầy nói vậy? Thầy nói vấn đề là người có tâm mà không tập suy gẫm hay mở trí thì hay dễ bị đồn đại. Cho nên thầy mới nói là ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Cái người có tâm đạo nó hai giờ mới đổi, còn cái người có trí đạo không giờ đổi đâu. Hiện nay đó mình đã có một vị giáo chủ, đã có một vị Phật ra đời dạy mình căn bản về vấn đề sự tu tập, nó không còn thiếu một gì. Giảng này ra cũng mùa thu, dạy ăn dạy ở cái chữ tu chung tròn, không còn thiếu vào của bác Hai Trang. Như vậy mà mình còn bị sưu tầm nào nào nữa. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi hết là cảm ơn cái đề tài này đó, cũng như nói rõ rằng hôm nay chúng ta mà trung thành đối với cha mẹ, trung quân dương hiếu phụ mẫu rồi, mà chúng ta phải trung đối với tổ thầy, đối với một tôn giáo chúng ta đã quy y theo thầy chúng ta rồi. Cho nên ông Ba Thới là tác giả Kim Cổ Kiều Quang viết có đoạn văn là: tôi phản Chúa khó hưởng quê thần, dông sư phản đạo thì một lần này tiêu. Ai mà dông thầy phản đạo thì này tiêu luôn không? Đó, thiên đường địa ngục kiệt sang, trung ương tam giới xây sang, thủy tình nói cho bổn đạo làm tin, đừng theo đạo khác mà quên năm định, chừng nào lập hội bình đinh rồi cái gương nào tội nấy nó chớ tình thở thành. Đó, cho nên từ đó hôm nay đức thầy giặt vấn đề cái người tu tập cũng vậy đó, nó phải bình lòng chặt nẻo sắc đinh, gắn kiếm chữ bất sanh bất diệt, chữ bất chữ sắc là cứng rắn, mà chữ đinh là không dời đổi, tức là chúng ta đã quy y trên tôn giáo rồi. Thì đến cái ngày cuối cùng thôi cô bác anh chị, không bao giờ chúng ta hai đòn đổ dạ nghe, thì cái đó nó gọi là trung. Vậy thì thầy dùng cái danh từ này để nói đại ý đó là hiếu trung, hai điều chúng ta làm xong rồi thì lòng chớ vội quên, sống mà lo trọn đạo, làm xong cho cái đạo làm người, đối với tổ quốc, đối với nhân sang, đối với tôn giáo, đối với đức thầy chúng ta đây, không lỗi thời một người mà trung thành theo đạo đến cái ngày cuối cùng thôi, thì chúng ta hát lên điên đài, nghĩa là chúng ta bỏ xác rồi chúng ta trở về với cái căn thật. Điên đài là cái thành công sen mà cái đó là căn thật không có bắt. Thì thôi thời giờ có hạn là chúng tôi kịp nghĩa về vấn đề hai chữ hiếu trung, giờ nó đại ý trong mười anh cũng như trong cái tập hòa thai về chữ hiếu với chữ trung, thì thời giờ có hạn, có lẽ nó đã hết giờ rồi.
Vậy thì trước khi giả biệt, cô bác Minh Vân cho chúng tôi đôi lời sau cùng. Hiện nay chúng ta gặp lại như thế này đây ha, thì chúng ta rất vui mừng anh chị em, cô bác anh chị em mình dám. Một điều kiện thứ nhất là chúng ta tinh tấn ngay trong thời gian nào mà chúng ta có thể nói là chúng ta bị hủy hoại đi, thì chúng ta ráng tinh tấn ngay trong giai đoạn này, cô bác anh chị em. Đó. Tránh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường đó tín ngưỡng của mình, dầu cho ai có phá đấu đức kinh ta cũng cứ một đời bị tới, phải không cô bác? Dầu cho thiện dục có lớn lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám dỗ hay bất bất ta bỏ lòng tín ngưỡng thật trời thì các gì cái có chẳng hề kéo lâu ta đạt. Và ta luôn luôn nhớ đến công cuộc cứu giúp quần sanh thoát nơi khổ hại của Đức Thế Tôn, phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ, rằng ta có bổn phận có giác ngộ trần gian, bỏ những quan cái linh hồn cái nghiệp muốn thế trước phải tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, hầu tìm phương diệu giác phá tánh thập phương sa miền tục lỵ, người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều phiền não dẹp lục căn lục trần, ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, ráng rèn luyện các đức tánh cho được thiện mỹ nè, yên tịnh hỷ lạc tăng nghiêm, quyết gắng công phu một lòng bước tới niết bàn, đã có tế độ chúng sanh thoát khỏi nơi luân hồi quả báo. Và nên từ đó hôm nay ráng, và trước khi giả biệt, chúng tôi tặng quý vị bốn câu của ông mà Ba Thớ tác giả Kim Cung Kỳ Quan: việc đời không nhớ là hay, việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn, làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như cồn, Thái Sơn dạy đời lấy đạo là không, mà lấy đời dạy đạo là chôn lấy mình. Cho nên nói chi cho mệt thao hơi, nói hoài cũng vậy bỏ rơi tiêu trầm, cho nên phải nói nhiều lần. Chẳng tin mà cãi cõi trần tiêu tan, nghe mà chẳng bỏ tham gian, cái nghe kinh ngang giảng nhưng mà ta tham với cái gian không bỏ. Nghe mà làm dữ chẳng ăn người nào, nghe mà chẳng bỏ hỗn hào, nghe mà chửi lộn ào ào, nghe chi, nghe mà không giả từ bi, nghe mà còn nhớ sân si làm gì, nghe mà uống rượu ly bì, nghe mà chọc gái làm gì nên trai, nghe mà mẹ nói đôi hai, nghe mà tài bạc gái trai luôn tồn. Cho nên ra đời dạy dỗ anh em xem quá bệnh sáng đem vào lòng. Giờ đây đức thầy dạy khi xem kinh thấm giảng làm ở kênh vô trong. Để thôi thời giờ có hạn, là trước khi giả biệt một lần nữa không quên và đốt nén hương lòng nguyện cầu hồng ân thất bảo qua đến quý thầy gia trì hộ độ hương linh người quá cố trong ngày kỷ niệm và chủ quyền thất tổ trong cái cõi âm, để chúng ta nghe qua giáo lý Phật giáo và học trầm được siêu hóa trở về cánh an lành siêu Phật, cái cõi dương chúng ta đồng thất tâm bồ đề dẫn mảnh tinh tấn tu hành, để rồi chúng ta làm hai điều cũng nhất thời dạy là nợ thế ông con còn nợ thế, trường tu sớm liệu diệt đường tu. Là đến đây chúng tôi chấp dừng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi chú Mười, trong một đoạn giảng tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vị thì mới mau, chí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập tỷ thì thao ra già. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chú Mười diễn giải cho đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho chị Thanh, cho đàm báo tay quý vị ơi. Chị nói cái dò thứ nhất, tu mà không cần lại không cần quỳ nữa, chỉ tu dễ, không lại mà quỳ không đi cũng được. Con vậy mời quýnh mời đi. Thì thưa quý vị, giờ đây để tiếp tục theo cái chương trình của chánh, thì có cháu Nghị Châu này là người vợ của tôi bé ở tại cùng xã với chúng tôi là xã Phú Cường, có đi thâu đồng đây và có tham dự đây, và đồng thời nêu lên bốn cái câu là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau, rồi trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì thâu ra vậy. Đó là bốn câu dễ rồi là của bác. Thì tôi bây giờ đây chúng tôi có lên YouTube nhiều lắm à, có sự trao đổi đó, có nhiều khi nhẩm dấu trong cái đề cùng đề đó thì quý vị cũng thông cảm nha. Bây giờ bốn câu này xứ xứ ở đâu à? Có phải nằm trong quyển 3 của Đức Thầy viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 612 câu. Đồng đạo nêu ra có bốn câu à, là tu không cần lại cần quỳ. Bây giờ hỏi cái câu này đó cô bác anh chị em thấy có số bà con người ta thích câu này dữ lắm. Anh à, cái câu này mình ít lại ít quỳ nữa ha. Là cả như mấy cái ông mà ta có thể nói bệnh hoạn nhất bình nhất mẩy hoặc là phái này kia, ta chọn mấy con này ta phái lắm.
mà không nói xa, nói xa không qua đâu gần nha. Ở xã tôi đó cũng có một người ở dưới kia, mình đông cũng một người đó, mà đây miễn nó tên đi. Mấy ông đó tới giờ này không có cúng lại gì hết. Ta tao phát cái con mà tôi không còn lại được vì này cho nên mấy ông ta không cúng lại nữa. Những người vậy làm rồi. Cô bác anh em mà cái câu này đó là cái câu cao rốn ráo đó, mặc dù Đức Thầy đưa ra đó, mình nghe nó sơ trong từ ngữ, tôi không cần lại từng quyền ngộ đâu cũng sửa đó. Vậy thì mới mau cho cô bác anh em tưởng cái câu này nó dễ ăn lắm. Nhưng mà không phải đâu. Cô bác anh em mà đọc ngược lại trong cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì chúng ta mới thấy được cái câu này Thầy rút ở trong quyển Kinh Pháp Bảo Đàn. Cổ Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài rút 12 bộ kinh vào đây nè cô bác anh em. Mình nghe cái câu nào nó ha, mình ráng thấy dễ mà khó đó thì đó là trong kinh đó, trong kinh Đại Thừa không đó. Bây giờ chúng tôi đọc lại nè cô bác anh em, ai có coi trong Pháp Bảo Đàn Kinh mới thấy được Thầy nói lòng bình đẳng không cần giữ giới, làm việc ngay đó há đợi tu thiền. Ta làm được cái việc mà ngay thẳng rồi khỏi cần giữ giới à, bình đẳng đã được cái tâm lượng bình đẳng rồi khỏi cần giữ giới và khỏi cần ăn chay. Nhưng ngặt nó mình là ngặt nó cái tâm mình nó không được bình đẳng. Bình đẳng đó, bình đẳng thể tánh là chỉ có Đức Phật đắc được đạo rồi. Ngài mới có bình đẳng thể chính là trong bố ký của Đức Phật khi xưa đó, nó đắc đạo đó, gọi là bình đẳng thể tánh. Cho nên Đức Phật khi xưa có bình đẳng thể tánh rồi, cho nên Ngài ăn phúc tập của một cái nhà mà thợ săn đó, đãi đó mà không bao giờ chết. Ăn phúc tập mà không bao giờ chết. Là vì cái vị thợ săn kia đó là nghe lời Thầy tính giết con Bồ Đàm là giết Đức Phật đi, cho nên mới là đào một cái hầm ở trước sân đó. Ở đây cho tôi kể lại cái mẫu chuyện này để rút hết lại cái câu về vấn đề tôi không cần lại chuẩn bị nghe cái này, nó có mẫu chuyện thôi để kể lại cho nó xác đề nó lại chút. Thì Đức Phật nhận lời đến đó để họ trai giới với gia đình của gã thợ săn. Nhưng mà lúc bây giờ cái gã đại sân đó là bài hai cái kế độc đó là mà trước là đào cái hầm ở trước đây đó, ở dưới là chắc cái chân nhọn nó đâm lên ở trên cái trại chiếu cổ. Nếu ông Bồ Đàm mà ông đi vô sân mà ông vô vậy thì ông lọt dưới cái hầm trong này thì ông bị chán ngay rồi ông bị chết luôn. Cái thứ hai mà trong nhà biểu vợ phải nấu cơm trộn thuốc độc, dọn cơm ra đây phải dọn mấy cái chén thuốc độc này đây, Đức Phật vô đây mà không chết ở cái hầm trong đó, đó. Mà vô nhà ăn cơm đây cũng trúng thuốc độc là chết luôn. Nhưng mà cô bác anh em à, Đức Phật vừa dắt tăng đoàn được tới nơi trước cửa nhà gã thợ săn, Đức Phật phát tay cho tăng đoàn đó phải dừng lại. Chỉ có Đức Phật để một mình ta vào trong nhà của gã thợ săn. Thì Đức Phật vừa ung dung bước tới cái chỗ mà hầm chân của cái gã thợ săn thì ở dưới mọc luôn hoa sen đỡ cái chân của Đức Phật. Đức Phật bước tới đâu thì hoa sen đỡ cái giò đỡ cái chân của Đức Phật. Trong gã thầy chăm hết hồn rồi. Nó tàn ơi, như vậy cái đang Bồ Đàm thần thông diệu dược như vậy làm gì giết ông được. Thì khi mà qua cái hầm trong rồi thì ông gã thầy chăm ông hết hồn rồi chứ. Nói vậy mình lầm rồi. Ông này là ông Phật mà ông đi tới đâu mà ai giết ông được. Ai ra cái hầm trong vậy mà ông đi. Ông đi nhẹ theo vậy mà cái hoa sen tự nhiên dưới hầm trong mà hiện lên đó. Để mà đỡ cái chân của Đức Phật. Thì vừa vô tới nhà xong thì Đức Phật đã vừa ngồi xuống thì bà vợ cái gã thợ săn dọn cơm đó, trong đó trộn Đức Phật rồi mời Đức Phật rồi. Thì cái ông gã thợ săn run rẩy lắm mà ông quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho con sám hối vì con là cái tâm tối vô cùng, lại có một cái tâm độc ác tính hại Ngài, cho nên từ đó xin Ngài cho con sám hối Ngài và xin Ngài đừng dùng những chén cơm mà vợ con đã dọn ra, vì chén cơm đó trong cơm đó đều là có Đức độc này. Thì Đức Phật mới trả lời cho cái gã thợ săn biết là các con hãy để cho Như Lai dùng cơm. Vì Như Lai đã có được cái chỗ là bình đẳng thể tánh. À, đã coi mọi người cũng như bao nhiêu những người khác như vậy đó. Một người đến ta lễ kính ta, rồi lại ta, với một người chửi mắng ta, quánh đập ta, giết hại ta. Cả hai người ta đều thương đồng như nhau cả. Còn quý vị thấy cái câu Đức Phật quá vậy. Cho nên ta ăn cơm thuốc độc mà không bao giờ giết ta được. Còn mọi người vì có cái tâm độc bên người là tâm độc chứng là tham sân si đã có. Cho nên đã có cái tâm độc của bên trong rồi, ăn thuốc độc là tự nhiên phải chết. Còn Như Lai đã diệt được tâm độc chứng, đã có cái bình đẳng thể tánh, đã có tứ trí, đã có tâm thân. Nên từ đó hôm nay Như Lai dùng thuốc độc bằng như không dùng vậy.
Cho nên quý vị thấy là Đức Thầy chúng ta nuốt uống nước hết sức. Còn con ở tại nhà thương ở chợ quán đó của bác sĩ Trần Văn Tâm, nhưng mà vẫn uống vô rồi. Ngài nói đây là một ly thuốc khỏe của Ngài, uống ngủ rồi nó khỏe thôi chứ không có gì hả Ngài được. Thì thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì hôm nay đó cũng đối trị lại với cái câu mà tu không cần lại cần vì, nghĩa là không có lại có vì. Nhưng mà cái câu thứ hai cũng đối trị cái câu thứ nhất là ngầu đâu cũng sửa. Vậy thì mấy bạn, thì cái chữ sửa này cô bác anh chị em là nó trọn rồi. Bởi vì cái chữ tu là sửa, mà hả sửa là tu. Mà hiện nay con người tu đó bước vào trong cửa đạo nó có ba điều sửa. Một là thân nghiệp, hai là khổ nghiệp, ba là ý nghiệp. Sửa ba điều đó đó, nếu ai mà bước vào trong cái cửa đạo của Phật giáo Hòa Hảo mà không sửa ba điều này thì người đó chưa phải là người tu. Rồi quý vị có đồng ý không? Cho anh cầm tay đi. Tại sao vậy? Vì cô bác anh cho em biết là cái sửa thân nghiệp là hình tướng, khổ nghiệp là hình tướng, nhưng mà cái ý nghiệp nó thuộc về tư tưởng đó cô bác. Mà cái tư tưởng này đó chúng ta đã bị lọt rất nhiều, là cái tư tưởng thuộc về tham sân si nó nằm ở trong cái ý nghiệp á, nó thuộc về cái ý nghiệp. Cho nên từ đó hôm nay mà nếu chúng ta đoạn cái cây đó mà mé nhắn không ra ngang thì chúng ta không bao giờ giết được cái cây đó, mà chúng ta phải chặt được cái rễ của nó, là thuộc về ý nghiệp đó, là tham sân si tận tiêu trừ có ba điều ý nghiệp của nó đó, thì bao nhiêu cái nhánh cây bên ngoài là thân nghiệp, khổ nghiệp thì chết hết. Còn bây giờ chúng ta không tận diệt được cái ý nghiệp thì hai nghiệp kia vẫn tự sanh, không bao giờ kết quả. Cho nên từ đó tôi nói với cô bác anh chị em hoài, mình đi làm phước làm từ thiện là chúng ta làm một cái ngành nhỏ thôi. Nếu chúng ta muốn đắc được đạo lý cao sâu thì chúng ta phải đi sâu chút nữa, là chúng ta phải đi vào trong ý nghiệp. Cho nên tơ đo trong Pháp Bảo Đằng Đức Phật Tổ nói nè: người mê muội phước cầu đạo thế, tu phước điền dối kể đạo màu, thí phước nhiều phước đặng trùng thâu, nhân ba ác cái tâm đầu sanh mãi, tưởng tu phước tổ trừ ác cải, sau phước dành tổ lại còn sanh, ngó trong tâm ba ác còn sanh, tự tánh thể tâm thầm sao mau. Nếu trong tâm chúng ta mà còn ba nghiệp tham sân si đó, thì chúng ta làm từ thiện cái đâu cũng không có trừ được, không có trừ được, chúng ta chỉ hưởng cái phước mà thôi. Nhưng mà không trừ được cái vấn đề đó là chúng ta nhờ có cái phương pháp tu huệ đó cô bác. Phương pháp tu huệ nghĩa là chúng ta phải niệm Phật, phải quán thiền, phải đi không hai phương pháp là thiền tâm và tịnh độ tâm, tức là bát chánh đạo và phương pháp tịnh độ tâm là phương pháp niệm Phật. Cho nên từ đó hôm nay nếu chúng ta tu không đó là suốt cả cuộc đời làm từ thiện tu thiện, chúng ta không có thể đoạn được cái hoạt nghiệp vô minh của chúng ta. Cho nên từ đó hôm nay nó phước ta huệ thiểu bất đi vô minh, cái làm có phước nó nhiều mà có huệ nữa thì không diệt được cái bóng màn vô minh rợt của chúng ta. Đó rồi còn huệ đa phước thiểu tăng trưởng tà kiến. Nếu mà cái sáng suốt nhiều mà chúng ta không chịu làm phước làm từ thiện đây đó thì nó tăng cao những cái tà kiến ngã mạn. Cho nên phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn, hai điều chúng ta cần phải hành, vừa làm phước vừa làm phương pháp niệm Phật để được diệt trừ cái bóng rợt vô minh. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta phải tu đó. Cho nên thầy dùng cái danh từ là ngồi đâu cũng sửa, là cái sửa tư tưởng. Ở đây nói cái tư tưởng là nó không có hình tướng. Chúng ta nói là chúng ta ngồi đây đó mà tưởng đến cái người kế bên nó không ai biết được ông tưởng gì, phải không? Cho nên từ đó chúng ta mới tạo nghiệp rất nhiều. Vì lẽ đó chúng tôi nói vấn đề mà tư tưởng Đức Thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa vào đạo đức. Cho nên cái thằng ăn trộm mà tôi thường kể mẫu chịu cho cô bác anh chị em đó, nó rình rình nó hen, nó vô nó lấy cổ rồi cái cô bác anh chị em, nhưng mà tất cả những cái việc làm của mình từ bấy lâu nay, 5-10 năm, 20-30 năm thì nó lấy cái bọc ở trên. Là thằng tư tưởng nó là gì? Đó là tư tưởng tà quấy của mình, tư tưởng tà quấy của mình. Mà tôi thường kể cái mẫu chịu của vua Ba Tư Đặt thôi, bà con mình thấy. Vậy thì giờ đây chúng ta muốn thấy được cái trọng văn là ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Hai cái câu kế nữa là thuộc về cái ba cái câu mà để đáp ứng chung trong hai câu đầu: trí hiền tâm đức chùi lao, ra trong lọc kỹ thì thao ra già. Đó hết sức là nó siêu sức làm sao à. Bởi vì hiện nay muốn đoạn trừ được cái bạc nghiệp thì chúng ta có nhờ cái trí tuệ của bác anh em, hãy lấy gương trí tuệ mà dọn sạch ma lòng. Mà ma lòng đó là tham sân si, là ma lòng đó. Đó cho nên hôm nay Đức Thầy nói là những vấn đề là cái người mà còn trong ma lòng, tức là ba nghiệp nặng đó là tham sân si, chân như tự tánh là chân thật, tà kiến tam độc thật ma dương, đó là ma đó.
lúc tà mê thì ma đại thân hương, mà khi chánh kiến hợp thường tại sẽ tà kiến giấy độc thanh phát đệ tất ma vô tại thể chủ quyền, chánh kiến trừ tam độc tâm yêu ma biến thì Phật thấy liền trước mắt. Như vậy nó rõ ràng là hôm nay chúng ta mà sơ xích rồi đó, để hỏng chân rồi đó, hang nó trống chỗ đồ thì bên ma vô bên kia là tam độc chúng nó dậy lên rồi. Cô bác anh em, bao nhiêu những công đức chúng ta làm đó thì nhất tinh chi quả năng thiên dẫn cảnh công đức chi sơn, một đống lửa con thôi có thể đốt tiêu muôn thu rừng núi. Cho nên cái người mà tu đó, cô bác anh em biết là đã lâu không gì à, lâu hoa mau dẫn thành vấn đề, mà chỉ có cái vấn đề chúng ta việc tặng được cái chúng tham sân si không đó, tội sân si cũng phải tảo trừ, làm sao mà diệt được cái tội bất sân si thì chúng ta mau mau tiến thành đạo quả. Cô bác anh em là mấy tham sân si chúng ta còn thì chúng ta dù tu bao lâu cũng vậy, là chúng ta phải rõ vào trong ba đường ác đạo. Vậy thôi, thời giờ cái hạn vậy thì hôm nay chúng ta muốn dọn sạch ma lòng bằng trí tuệ thì dùng cái phương pháp sáng suốt trí tuệ trong thức thập nhị chương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni há không nói người có trí tuệ không tham trước tự tại sáng suốt tránh khỏi hố hầm tội lỗi. Trí tuệ chân thật là một chiếc thuyền kiên cố để đưa chúng sanh ra khỏi bể sông mê, nó là một ngọn đèn xoay miền hắc ám, là một liều thuốc chữa trị được muôn ngàn bệnh tật, và một chiếc búa sắt đập tan rừng thiền não, là một lưỡi dao bén cắt đứt núi chùa bình. Cho nên thầy nói trí hiền tâm đức chùi lao ra công lọc kỹ thì sao đây vàng là chỗ này. Và trong kinh đó là Địa Tạng Kinh, Đức Địa Tạng Kinh nói Đức Phật giáo chủ của Hỏi U Minh đó là ngài đã cho biết trước rằng diệt lũ tam bành dũng sức ta quơi gươm trí huệ giết loài ma, xưa còn vọng tưởng mưu điều quấy, nay tỉnh ngộ rồi Phật cách xa. Cho nên tỉnh linh xúc dĩ chí mê tâm định huệ kiếm thi tiêu xuất nghiệp, dùng đuốc minh soi đội bến mê, dùng gươm bén trừ tăng xuất nghiệp.